từ một cái ổi bờ ao, làm thế nào cho nó sống và uốn như nào cho đẹp thì mời các bạn xem đến cuối video. Cây đang có rất nhiều quả con. Chỉ đánh bầu nhỏ thôi, thân cũng cương ngắn thôi, bê cho nó nhẹ. Sau 7 tháng. Mình sẽ bôi một ít keo liền sẹo vào đây, khi nào khô thì mình sẽ dán thêm băng dính bạc. Canh ổi cỡ này thì mình dùng dây 3 ly, ổi lâu lớn, nếu mà nuôi to cắt giật để ra nhánh thì rất là lâu, nên mình đi dây đôi và uốn nhánh luôn như này. Cắt ngọn đến đâu thì chỗ đó nó sẽ ra hai cái nhánh. Cây này thì mình đã bấm ngọn trước đó rồi, nên các bạn thấy cành nào nó cũng có nhánh đúng không? Cành ở dưới nơi bé nên là mình không có bấm ngọn, để nuôi cho nó to rồi tách nhánh sau. Còn muốn cành nhanh lớn thì mình cứ dựng ngọn lên với trồng ngoài đất cho nó nhanh lớn. Khi
khi mình uốn như này, cỡ tầm 1 tháng thì nó sẽ ra nhiều mầm ở những cái vị trí có nách lá như này. Nuôi to sau nó sẽ là cành thở. Sau to cắt giật nó bo xeo lại thì nhìn cái cành nó già hơn mà nhìn cái cành nó không bị thô. Nhiều khi nó mọc đẹp thì mình lại làm nhánh chính. Còn chọn vị trí tay thì mình cứ làm sao cho nó cân đối và hài hòa. Có trái, có phải, có trước, có sau. Làm sao cái tổng thể nhìn nó hài hòa là được. Bây giờ mày uốn cái cành nó rất là bé, sau nuôi to nó tương xứng với thân là đẹp. Cây này mình nuôi ngoài đất cỡ tầm 2 năm nữa thì sẽ được cắt giật lần đầu tiên. Còn để hoàn thiện thì cỡ tầm 6-7 năm. Món 620k bao ship này cũng rất ok rồi. Đổi cạp 250 lên cạp 320, đổi kéo 80k lên kéo 220, cắt cho nó sướng. Bộ 10 món gồm cưa to, kéo gỗ, kéo tỉa răm, cạp tròn đen, một cây đục móng, cây cưa lách, keo liền sẹo và cuộn dây nhôm Bali kích rễ HB11, cuối cùng là cây xẻng inox. Toàn bộ 10 món cao cấp, giá 820k bao ship, đặt hàng các bác inbox cho em.